Ok, chào mừng các bạn quay trở lại với C cùng chơi Astral Chain. Mình là Bontuit. Ok, bên mình sẽ chơi tiếp cái phần lần trước. Bây giờ chúng là cái lần trước là chúng ta đi dọn dẹp cái mái này, với cả những cái phải mái này. Phần lớn là cái mái mà trận đấu lần trước chúng ta vừa nói chung là phá hủy không nhỉ. Bây giờ vẫn còn cái tàn dư như là những cái con quái hoặc là những chiều không gian ấy. Bây giờ mình sẽ đi dọn rồi. Nhưng cái, đúng là cái vừa rồi đi trên cái mái mình là những cái đoạn platform đấy mình ghét khủng khiếp rồi. Những cái đoạn mà bắn ấy rất là mất thời gian rồi. Sao tôi cảm thấy chơi rất là khó chịu rồi. Ok, bây giờ là sau rồi chúng ta có cái đầu mối đi tìm cái ông mắc này. Ông bố của hai thanh niên này. Ok, mình không giải thích nữa, mình sẽ chơi luôn. Signals coming from zone 36 near the aqueduct service to Pipa. Okay. Zone 36. À đâu? 36. Ok, chúng ta sẽ đi kiểm tra là có gì không. Đây xem có dấu hiệu của cái ông bố này. Mặc dù là mất tích rồi. Thề luôn cái đoạn phần trước mình rất là khó chịu đoạn kia. Đúng ra là chắc chắn là cái performance phải điều cao hơn. Nhưng mà chỉ vì là cái mà cứ nhảy qua nhảy lại mẹ cha cái đoạn sao nó còn chơi không chung, nó còn có bị cái phóng. Mình ghét cái đoạn kinh khủng luôn. À, security wall. Cái này là ở đây mình phải đợi đâu. Ok. Ôi bây giờ ông anh ông đi cùng mình cứng luôn à. Ok. Từ đầu game thì chả thay đổi gì, chẳng thay đổi thằng chắn đeo thêm nữa. Do you hear that sound? That sound, the signal from Dad's Legatus. They're connected somehow. I just know they are. These legions good at tracking, right? Maybe it can find where the sound came from. Checking. Đây. Thầy đến cái đoạn này rung áp lắm nhỉ. Cái này là nó không mượt được với bọn kia bởi vì trên thực tế là đi phải quay đầu à, nên cái di chuyển nó không được nhanh nhạy như bọn kia. Nhưng mà mình không biết là cái độ đam đánh combat này là như thế này. Đây này, cái đoạn này dùng pick up the signal. Ủa chết rồi, chắc là mình ok, chắc là các bạn đợi mình chút thì mình cầm cái dây nghe pin này. Ok, chơi tiếp rồi. Cẩn thận này. Lần này đi vẫn đi chỗ này thôi. Ủa, con này nó bắn cái tia đỏ này áp. Thấy các bạn đi rất là mượt nhé. Cái con mặc dù là mình cũng rất là thích dùng cái con bố này, nhưng mà cái di chuyển của nó không được mượt như cái bọn này.
Bây giờ mình đi ra ngoài. Cái này là... Ố? Mình đang định ấy. Ui. Con này là búp ấy chưa? Búp rát cho bọn này. Kiểu zombie. Hermit. Này à. Con này như kiểu thấy nhiều bông ấy. Ui chết rồi. Nó hồi sinh cái bọn này thôi. Nên đánh đánh cái bọn này nó không chết. Này thì bị choáng này. À này này. Cái này nó không phải là hồi sinh mà nó điều khiển. Mấy thanh niên là bị điều khiển. Có nghĩa là mình chỉ đánh ngất thôi. Mọi cái bọn này là mình nghĩ là mình có thể đánh nhanh hơn. Đây, lại một nhiệm vụ phụ. Iris, start up. Này có cái gì không? Ai, trong này có cái gì không? Mình không hiểu là cái Facebook nó bị làm sao mà up cái video rất là khó nhá. Thế nên là một cái vấn đề của bên mình đó là mình rất là muốn chia sẻ video trên Facebook. Nhưng mà nó quá là khó, quá là rất là nhiều cái khó khăn so với YouTube. Sau khi đã không có nhiều thời gian rồi lại có thể lo về cái khoản mà up được video thành công không. Rất là mệt mỏi luôn. Với cả cái Facebook này rất hay bị lỗi theo các kiểu. Cái lọ cái chai rất là mệt. Phải thú quá. Cái đoạn này là nó như thế nào ấy? Ngồi không thoải mái. Đã tiếp tục dò đường. Đây này, cái chỗ này này.
lấy cái phong này là như này. Thì mẹ cưỡi mẹ con này chạy đến nhanh. I don't think the sound came from over here. Maybe we should leave the track and get beast to track. Mình để mình kiếm xem là cái chỗ này nó có cái này. Đây này. Dùng dùng cái gì? Damage, goggle. Lại con thú, lại quái nào đây. Chắc là nó có một cái chiều không gian là xuyên cái tường này. Nhiều hơn để cho đánh vào số những vụ phụ. Như lúc nãy là mình đi chỗ kia. Chỗ này là chắc chắn đúng đường rồi này. Nhưng mình không biết là mình có bỏ qua về cái đoạn này không. Tín hiệu rất là mạnh luôn. Cái lần dìu này. Dìu đi một phút. Ồ, anh này anh chạy liều. Anh solo lại để thân gái một mình. Chỗ này chắc chắn là có cái chiều không gian khác. Tin nào. Ơ. Con thấy cái phòng này để làm gì? Ồ, phán đoán nhầm. Không sao. Cú. Có một cái đấy là nếu mà chúng ta điều khiển thú thì không thể điều khiển được camera. Đấy, thế nên là lúc mà điều khiển thú nó chạy thì là mình sẽ về nhờ 100% vào cái auto camera nên. Nhiều khi lúc mà vào trận chiến ấy, rất là khó để điều khiển được cái này. Đấy là cái dở của cái trò này. Thế nên là mình cũng có vấn đề là cái chế độ là auto lock ấy. Nó auto lock nhưng mà trên thực tế là chúng ta phải sử dụng cái cần phải để điều khiển thú thôi. Không thể điều khiển camera nên cái auto lock on là cái trò này là gần như không hiệu quả luôn nhé. Gần như mình cảm thấy là nó không hiệu quả luôn. Là cái đấy là nó có thể bỏ luôn. Mình cảm thấy là mình không dùng được luôn cái chế độ auto lock này. À để sao vậy. Rồi muỗi. Super Ammo Omega. Không biết cái này là gì. Ồ, máy bán hàng. Nhưng đầu trận này mình không mua ra. Mình không nhớ là có mua không? À, mua rồi. Lazy Special Epic Boot O Parameter. Người là mua một chai. Tại sao cái nước đắt thế? Cái nào hỏi. AI cho này hài nhỉ. Mấy con máy AI. Lại cái đoạn này. À lại anh cơ bắp này. Anh kéo ấy. Có cái gì đấy. Ồ. Hình như là cái chỗ này là nó cũng đi rồi.
Ui. Ô, từng rơi từng ấy. Người lại nhiều quá. Hay là mình đổi cái con Legion này sang Ulti cho vui nhỉ. Chơi cái búp lực mà đánh thì cánh đánh nó hiệu quả thật, nhưng mà trên thực tế là nó cũng không vui lắm. Đây này, cái hit rớt này. Mình đổi con này sang X nhỉ. Con nhân vật là cần đổi. Nhân vật kia của mình là con kia nó cũng chém đấy này. Con này cái kéo thì đi ra đâu. À, nó có mấy cái này để cho kiểu có nhiều lựa chọn thôi. Ui dồi. Cơ này chết luôn rồi nhỉ. Cái nào chết rồi. Ở đây, mình chết. Cái này chết. Ui. Ô. Có cánh rơi mà chết luôn. Nào. Thực tế là nó không chết rồi. Nhiều cái đường phụ nhỉ, nên là mình phải gọi con kia ra đánh hơn. Hay là cái gì? Chúng ta có rất là nhiều chỗ để đi. Đi cái đường nào nhỉ? Có hai cái đường này. Và chắc nó có cái xanh vàng này là đường phụ. Còn đây là đường chính thì đi đường phụ. Xem có đồ gì ăn. Ô, kéo cái này ra đây thì là nó sẽ biến mất à? Ô, hay là như nào? Không kéo được ra xa. Chỗ này nó ghi là có nhiệm vụ phụ. Cắt tinh nước. Sai cây. Nên là không kéo đi đâu. Không hiểu là nó kéo như nào. Không được kéo xa khỏi chỗ này. Thế thì cái chỗ này thì được cái gì? Này này. Mục đích của cái này là cái gì? Khó hiểu thật. Hay là phải kéo cái này ra mình lấy mấy cái miếng này nhỉ? Ui giời ơi, mẹ cha nó cứ bấm nhầm mẹ kéo. Đùa nghiêm túc luôn. Đó, thằng nhà ấy. Ông về đừng có kéo thế này.
nghĩa là mình không có cái con đây nó bảo là cái con dìu. Có rất là nhiều chỗ cần con dìu nhá. Ngay cả những nhiều cái chapter trước là có nhiều chỗ cần con dìu nhưng mà đâu có dìu đâu. Nói chung là cũng vô dụng, chả đẹp gì. Nè nè, chỉ đến cái giới hạn ngoài thôi này. Ta phải bay ra cái này. Không có gì quá khoa học cả. Rất là đơn giản. À, trên thực tế là mình, dưới kia là nó có cái chỗ chặn để cho con dìu nó mở được. Cái này giống kiểu Mega Man này, cũng chẳng có gì về secret. Kiểu gì cũng có được có cái con dìu thôi. Và đây lại là cái chỗ này là không biết là di chuyển như nào. Cái chỗ này là để làm gì đây? Không di chuyển được ra ngoài cái vùng xa. Thế lại nó thừa cho mình cái này. Nó có rất nhiều cái, rất nhiều cái thừa, mình cảm thấy là cảm thấy nó thừa ấy nhỉ. Cảm thấy nó thừa để nó dụ mình để loanh quanh mất thời gian nhỉ. À, có cửa là úi giời. Đùa bên này quá. Cái mà xoay kiếm nhá, mà lúc mà kết hợp với cả chói nó nhá, cái damage rất là khủng khiếp luôn. Nghĩa là mình chói rồi mình nhảy vào đánh combo. Nhưng mà mình mà không, mình mở cái đao xung quanh nó mà mình không đánh combo ấy, mà mình cứ để nó xoay chạy xung quanh ấy, thì trên thực tế là mình nghĩ là nó không hiệu quả. Lúc đấy là kết hợp với cả chói nhảy và đánh combo rất là hiệu quả, đam rất là to luôn. Đây đẩy đều này, đẩy ra cái chỗ này. Cái này gì nên nó khỏe nhỉ, gì ô tô thì chậm vãi cả nhà nhỉ. Trên thực tế là đây là nó đây. Này là có một cái nhiệm vụ đỏ này, không biết là nhiệm vụ gì. Iris, shut down. Kéo mấy cục lại với nhau này. Cái này là nó vẫn có một số cái yếu tố puzzle ấy nhỉ. Không phải chỉ mỗi đập vào nhau ấy. Như những cái trò mà cơ bản ấy. Mà mình không biết là đi cái đường nào. File Akira. Đường nào là đường phụ, đường nào là đường chính ấy. Cái này nó mở ra này. Sai cây này, mình là muốn tìm cái sai cây. Thế cái chỗ này thì sao?
Ta biết đường ở đường phụ, đường ở đường chính. Ui, bắn. Kiếm cái ấy. Nên này con này nó trốn ở dưới đất này. Phải nó trốn ở đây này. Không phải trốn mà nó ở đấy bạn này. Nên là không phải đường phụ mà đường bắt buộc phải đi à? Lằng nhằng quá. Cái này là... cái này lại dính đây. Ok, chắc là sẽ ra cái chỗ này để mở thôi. Một số cái lớp này, nó như được cái lớp để mở ấy. Cái này nó mở cái này. Đấy, nó có nhiều cái lớp thì nó mở được cái cửa ấy. À, cái này sẽ dòng một số cái khóa ở trong này nó kích hoạt cửa. Cái này nó sẽ kích hoạt cái cửa này nhé. Nhưng mà làm sao để kích hoạt được cái khóa này? Lằng ngoằng phết. À, phải đẩy cái khối lập phương ở đâu? Cái hình vuông này. À, bây giờ làm sao để quay? Chắc đứng đây để quay lại đây. Về phải mình trở tay quay tít này này. À, bây giờ phải mở cửa này, ok. Thế là hai cái đường này đều là đường chính hết, không phải cái đường phụ như mà mình nghĩ. Đường phụ để đi ăn đồ, nó đều là đường chính nhưng mà mở cửa. Mình quen là phải đi đường phụ, ăn thêm đồ. Cái chỗ này như thế nào ấy? Bay qua đây. Mẹ bắn lên là nó kích hoạt lại. Kích hoạt lại. Ui, cái chỗ này nó có đường lên này mẹ chứ. Đợi thang máy. Bây giờ là phải kéo cái con này này. Mấy cái, có mấy cái ô nhỉ. Kéo nó về cái chỗ này thôi. Kéo qua đây. Kéo đây kìa. Kéo qua đây qua đây. Ui da, mẹ chán toàn thế. Đã mất màu. Nhầm nút cái vỡ ra mặt. Giờ phải đẩy cái này qua đây. Ok. Ok ok. Qua đây em ơi. Đi rất là nhẹ nhàng.
này đơn giản. Ôi giời, đơn giản mẹ rồi lại rồi. Rồi rất là ngớ ngẩn. Đúng ra lúc mà trượt chân này nó phải có cái trigger để cho mình đỡ bị trượt chân này. Bây giờ là mới mở cửa, ok. Đoạn này chỉ đẩy cái khối vuông vào xong. Mất bao nhiêu máu thì cái tội vù. Mà vẫn chưa biết là cái side key cutscene loot này nó đến hết cả gì. Ôi kìa. Chả hiểu sao luôn. Mẹ cha cái kiểu này. Úi dồi, lại tít cái đoạn này mẹ. Bố quá ngơ ngẩn. Nghe thật đấy. Chả hiểu sao mình chơi. Chả hiểu gì. Quá ngơ ngẩn. Bơ mẹ đi máu đấy, đầy máu đấy. Quá vớ vẩn. Quá vớ vẩn và quá ngớ ngẩn. Vậy không biết là cái đỏ cái này như thế nào. Cutting loot. Thì nhiều vẫn đi thẳng này. Vẻ kiểu mình chuẩn toàn chuẩn nhau này. Có cái gọi ra như này nhé mà chả bao giờ dùng này. Đấy. Chả bao giờ dùng này. Kiểu như là cái trò này nó cho mình là overkill ấy, kỹ năng ấy. Thế thực tế là nhiều khi chẳng dùng không. Mình cho dùng cái việc sướng ấy. Ta dùng mẹ con này đây nhỉ. Bây giờ có tính điểm chơi vui tí. Rồi. Con này là bom. Chết. Mẹ. Critical rate 6%. Hình như là cứ đánh đằng sau là mặc định là critical nhá. Chém lưng. Chữ vàng. Cái này muốn biết rõ thì cứ phải chơi lại tutorial. Đẩy mẹ xuống. Let's go. Ôi thế nhiệm vụ đỏ ở đây đây. Xử hắn đấy. Dìu. Oh, no. Từ cái ấy của ông kìa. You handle the capturing. Here we go. Ui giời. Ui lại đống này mẹ. Ui giời ơi, đi nhảy vào đúng cái chỗ này mà. À cái này là nhiệm vụ này là cutting loot. Mẹ cái đống này.
lại dẫm vào cái chỗ này của nó. Hôm nay mình bị ở sao toàn đánh nó khó chịu. Lại bị lấy cái này là quật mẹ thế mà đều. Đùa cái lắc mục tiêu này quá vô dụng. Ủa chết giờ. Ủa rồi, kiếm. Đấm á. Mình tưởng con này là kiếm to nên con này là con dìu. Đánh nhau mấy con Nemesis này nó hay có cái mấy cái bẫy rất là khó chịu ấy. Mà dù sao là cũng được SC. Đánh Zolo nó mất bao nhiêu máu ấy. Chứ cái này mà không đánh Zolo này, nó thì khả năng là mình sẽ phải tốn một chút thời gian nữa nhỉ. Né tránh này, không bị ăn đòn nó kiểu ấy. Không phải sông sáo. Hey, rookies. Who told you you could take those helmets off? Those things aren't just for show, you know. You're police now. You're not civilians anymore. You gotta follow police regulations. Yeah. You've said that 100 times. We know. Hey, since when were you a stickler for the rules anyway, Dad? You're not exactly filling me with confidence. I still really don't get it. You know,
I never expected you guys to grow up to be police. Didn't even tell me you'd signed on. Come on, Dad. It's obvious. We want to save the world like you. Just wait and see. You don't have to fight alone anymore. Do you even hear what you're saying, kiddo? Just focus on not getting yourselves killed, okay? Roger. Saying Roger is one thing. Do you really get what I mean? Anyway, just don't make me bail you out too much. Got it? Something wrong? Nah, it's nothing. All right. Hey, you over there. Do me a favor. Hey, babe, what are you doing? This is a big day for you. Come on, say cheese. Ô, thế này nó xong thì đấy này. Ô, mình không nghĩ nó dừng này. Ô, mình vẫn thiếu một cái nhỉ. Thiếu một cái SK à. Ô, chắc là lần đầu tiên mình được SC luôn. Blue K. Shop K. 0.17 là gì? 7/8. Lappy Ultimate Quid. Back in the day. Cái này là chắc chắn là mình phải thiếu nhiều chụp ảnh để làm một số cái. Ok, mình không nghĩ là cái đoạn này là nó dừng ở đây. Thì đi lòng vòng một chút. À mà đúng rồi, đi mình chơi mà mấy tiếng, nhưng mà cơ bản là mình cứ cắt mình nghỉ. Thì đúng là nó thế. Ok, như thường lệ, nếu các bạn thấy video hay xin hãy like, chia sẻ, để lại comment để tiếp tục theo dõi được cái series cùng chơi Astra Chain trên cái channel mình, thì hãy cứ đăng ký kênh YouTube này, nhớ nhấn vào cái chuông. Còn trên Facebook thì hãy like fanpage để cập nhật các thông tin nhanh nhất về các game ở trên Switch này, hoặc trên PC mà mình chơi hàng ngày. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn ở một tập khác.